hoặc thấy vô lượng đại chúng hội trong bất khả thuyết cõi Phật vang ra âm thanh vi diệu đầy khắp Pháp giới, chuyển bánh xe tránh Pháp, hoặc thấy trong các cung điện trời, cung điện Long Vương, cung điện Dạ Xoa, Cản Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người hoặc thấy thôn ấp tụ lạc cung vua các nơi tại nhân gian hiện đủ thứ họ đủ thứ tên đủ thứ thân đủ thứ tướng đủ thứ quang minh trụ đủ thứ oai nghi nhập đủ thứ ta muội hiện đủ thứ thần biến hoặc có lúc tự dùng đủ thứ lời nói hoặc khiến cho đủ thứ các bồ tát ở trong đủ thứ đại chúng hội đủ thứ lời lẽ nói đủ thứ pháp như trong hội này, đại chúng Bồ Tát thấy sức đại thần thông tam muội thâm sâu của chư Phật Như Lai như vậy, như vậy tận pháp giới hư không giới, đông tây nam bắc, bốn hướng trên dưới, trong tất cả biển mười phương, nương nơi tâm tưởng chúng sinh mà trụ, bắt đầu từ thuở xưa đến hiện tại, tất cả thân cõi nước, tất cả thân chúng sinh, tất cả đạo hư không, trong đó mỗi mỗi chỗ bằng đầu sợi lông, mỗi mỗi đều có cõi nhiều như số hạt bụi có đủ thứ nghiệp sinh khởi thứ lớp mà trụ đều có đạo tràng bồ tát chúng hội cũng đều thấy thần lực của phật như vậy chẳng hoại ba đời chẳng hoại thế gian ở trong tâm tất cả chúng sinh mà hiện hình tượng tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sinh vang ra âm thanh vi diệu khắp nhập vào trong tất cả chúng hội khắp hiện ở trước tất cả chúng sinh sắc tướng có khác nhau nhưng trí huệ không khác tùy sự ứng hóa mà khai thị phật pháp giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh chưa từng nghỉ ngơi nếu ai thấy được thần lực đó của Phật, đều do căn lành thủa xưa của tỷ lô giá na như lai nhiếp thọ, hoặc thủa xưa đã từng dùng bốn pháp nhiếp để nhiếp, hoặc là thấy nghe nghĩ nhớ gần gũi đã thành thục, hoặc là thủa xưa đã giáo hóa họ, khiến cho họ phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề hoặc là thủa xưa ở chỗ chư Phật, đồng gieo trồng căn lành, hoặc là quá khứ dùng nhất thiết trí huệ phương tiện thiện xảo, giáo hóa thành thục cho nên đều nhập vào được tam muội thâm sâu không thả nghĩ bàn sức đại thần thông tận pháp giới tận hư không giới của như lai hoặc nhập vào pháp thân hoặc nhập vào sắc thân hoặc nhập vào hạnh thành tựu thuở xưa hoặc nhập vào các ba la mật viên mãn hoặc nhập vào hạnh luân trang nghiêm thanh tịnh hoặc nhập vào các địa bồ tát hoặc nhập vào sức thành chánh giác hoặc nhập vào tam muội không khác biệt đại thần thông chỗ trụ của phật hoặc nhập vào lực như lai trí vô úy hoặc nhập vào biển biện tài vô ngại của phật